Thưa quý vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt, nơi tiếp nhận và điều trị các trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương, chủ yếu là do tai nạn giao thông và những trường hợp bệnh lý nặng phức tạp. Hiện số lượng người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện lên tới 300-400.000 người, bao gồm nhiều mặt bệnh đa dạng. Tỷ lệ số người cần điều trị nội trú hoặc cần can thiệp phẫu thuật lên tới 70.000 người. Và ghi nhận những thành tích đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sáng ngày 24 tháng 12 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể cá nhân của bệnh viện. Trong đó, giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Bình Giang, bí thư đảng ủy, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên trưởng khoa phẫu thuật cuộc sống, được nhận huân chương lao động hạng nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Cùng nhiều khoa phòng đón nhận huân chương lao động hạng nhì và hạng ba. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và cống hiến của tập thể đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kế thừa và phát huy truyền thống của những người thầy đi trước, cùng với sự phát triển của đất nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển. Bệnh viện được đầu tư nhiều trang bị thiết bị hiện đại, đáp ứng nhiều ca mổ khó. Các ca mổ nội soi mở ra một hướng đi mới trong công tác điều trị của ngành ngoại khoa Việt Nam. Các ca ghép tạng hy hữu được thực hiện thành công. Những danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận đóng góp của các nhân viên y tế trong công tác phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.